Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh hôm nay thứ Bảy ngày 12 tháng 11. Trong chương trình thời sự tối nay gồm có những nội dung đáng chú ý sau. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn chủ trì cuộc họp nghe các địa phương báo cáo tình hình xây dựng nông thôn mới và công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Huyện ủy Cầu Kè và huyện ủy Cầu Ngang tổ chức lễ trao huy hiệu đảng cho các đồng chí cao niên tuổi đảng ở các chi đảng bộ trong huyện đợt 7 tháng 11 năm 2022. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh triển khai hiệu quả phong trào giúp phụ nữ phát triển kinh tế, chăm lo hỗ trợ sinh kế giúp hội viên phụ nữ vượt qua khó khăn, có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững. Sau đây là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn chủ trì cuộc họp nghe các địa phương báo cáo tình hình xây dựng nông thôn mới và công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Đến dự có ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới tỉnh, hiện nay Cầu Ngang đạt 9 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Huyện Dương Hải đạt 6 trên 9 tiêu chí, còn lại 3 tiêu chí chưa đạt, gồm tiêu chí về giao thông, tiêu chí về y tế, văn hóa, giáo dục, tiêu chí về kinh tế. Huyện Trà Cú đạt 4 trên 9 tiêu chí, còn lại 5 tiêu chí chưa đạt, gồm tiêu chí về y tế, văn hóa, giáo dục, tiêu chí về kinh tế, tiêu chí về môi trường, tiêu chí về chất lượng môi trường sống, tiêu chí về hệ thống chính trị, an ninh trật tự, hành chính công. Về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, trong tuần tỉnh phát hiện 8 trường hợp nhiễm mới, nâng đến nay toàn tỉnh có 65.793 trường hợp mắc COVID-19, trong đó đã điều trị khỏi 65.455 trường hợp. Tính đến nay, tỉnh nhận được tổng cộng 2.630.881 liều vaccine phòng COVID-19, đã triển khai tiêm 56 đợt và sẽ triển khai tiêm vaccine đợt 57 cho người dân trong tuần tới. Tỷ lệ tiêm vaccine mũi 4 đạt 36,37% đối với nhóm từ 18 tuổi trở lên. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kim Ngọc Thái đề nghị các địa phương tập trung quyết liệt cho công tác xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, huyện Cầu Ngang cơ bản đạt 9 trên 9 tiêu chí, tuy nhiên vẫn còn phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng. Còn đối với huyện Dương Hải, công tác xây dựng nông thôn mới phải quyết liệt hơn nữa, tập trung từ xã đến huyện để hoàn thành các tiêu chí còn lại. Song song đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng lưu ý các địa phương phối hợp với các ngành, đoàn thể tuyên truyền cho người dân hiểu để nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19, phòng ngừa dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Đồng thời, các địa phương xây dựng dự thảo kế hoạch năm 2023 về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng đảng. Trước mắt, kiểm tra lại trạm bơm 3 tháng 2 và cống đầu mối kết nối, đảm bảo lượng nước tưới tiêu phục vụ cho vụ mùa đông xuân. Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Hẳn đánh giá, huyện Dương Hải các công trình xây dựng nông thôn mới có chuyển biến nhưng tốc độ giải ngân còn thấp. Trước mắt, các sở ngành tỉnh dồn sức cho 3 đơn vị là huyện Cầu Ngang, Dương Hải và Trà Cú xây dựng nông thôn mới. Trong đó, Cầu Ngang quan tâm giải ngân vốn xây dựng đô thị văn minh, tập trung các công trình dự án xây dựng nông thôn mới, cụm công nghiệp, chợ văn minh và vệ sinh an toàn thực phẩm. Huyện Dương Hải quan tâm bảo hiểm y tế. Đối với các xã dướng tiêu chí y tế cần có giải pháp tháo gỡ khó khăn để sớm thực hiện đạt tiêu chí này. Còn đối với huyện Trà Cú, trong năm nay cố gắng xây dựng 3 xã còn lại là Hàm Giang, Ngãi Xuyên, Kim Sơn đạt chuẩn nông thôn mới. Quan tâm củng cố những xã rớt tiêu chí và nâng chất các xã nông thôn mới nâng cao. Trong thời gian tới, các sở ngành tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ huyện Cầu Ngang và Dương Hải trong việc đánh giá, hoàn thiện hồ sơ, khảo sát các phương án dự kiến dẫn đoàn công tác Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương vào kiểm tra, kịp thời phát hiện chỉnh trang những chỗ còn hạn chế. Trong năm 2023, huyện Cầu Kè và Tiểu Cần sẽ tập trung nâng chất các tiêu chí để xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao. Riêng đối với công tác phòng chống dịch bệnh, các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân và tính toán nhu cầu vaccine trong năm 2023. Ngày 11 tháng 11, Ban Thường vụ Huyện ủy Cầu Kè tổ chức lễ trao huy hiệu đảng đợt 7 tháng 11 cho các đồng chí cao niên tuổi đảng. Đồng chí Nguyễn Hoàng Khải, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Cầu Kè chủ trì buổi lễ. Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Huyện ủy Cầu Kè đã trao huy hiệu đảng cho 19 đảng viên cao niên tuổi đảng. Trong đó, trao huy hiệu 75 năm tuổi đảng cho một đảng viên, huy hiệu 45 năm tuổi đảng cho một đảng viên, huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho 7 đảng viên và huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 10 đảng viên. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hoàng Khải, bí thư huyện ủy Cầu Kè đã chúc mừng và bày tỏ sự trân trọng ghi nhận những cống hiến của các đồng chí cao niên tuổi đảng trong sự nghiệp cách mạng xây dựng quê hương đất nước. Đây là niềm tự hào của bản thân, gia đình các đồng chí đảng viên và đảng bộ huyện Cầu Kè,
tô đậm thêm truyền thống anh hùng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cầu Kè. Qua đây, Bí thư Huyện ủy Cầu Kè cũng mong rằng thời gian tới các đồng chí đảng viên cao niên tuổi đảng được nhận huy hiệu đảng lần này tiếp tục giữ gìn phẩm chất chính trị, luôn nêu cao tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên, tiếp tục phát huy truyền thống kinh nghiệm của mình, tích cực tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, mãi mãi là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập và noi theo, luôn xứng đáng là đảng viên cộng sản tiêu biểu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Để tiếp nối truyền thống có khát vọng cống hiến vì sự phát triển của quê hương, Bí thư Huyện ủy Cầu Kè Nguyễn Quang Khải bày tỏ quyết tâm lãnh đạo Đảng bộ huyện Cầu Kè đoàn kết sáng tạo, không ngừng đưa quê hương ngày càng phát triển vững mạnh, xứng đáng với sự tin cậy của các đồng chí cao niên tuổi đảng và nhân dân trong huyện. Ngày 11 tháng 11, Huyện ủy Cầu Ngang tổ chức lễ trao huy hiệu đảng cho các đồng chí cao niên tuổi đảng ở các chi đảng bộ trong huyện đợt 7 tháng 11. Đồng chí Trần Minh Bảnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đến dự. Tại lễ trao, đảng bộ huyện Cầu Ngang có 41 đồng chí đảng viên được trao tặng huy hiệu đảng. Cụ thể, huy hiệu 65 tuổi đảng 1 đồng chí, huy hiệu 55 năm tuổi đảng 3 đồng chí, huy hiệu 50 năm tuổi đảng 3 đồng chí, huy hiệu 45 năm tuổi đảng 4 đồng chí, huy hiệu 40 năm tuổi đảng 4 đồng chí, huy hiệu 30 năm tuổi đảng 26 đồng chí. Những đồng chí được tặng huy hiệu đảng hôm nay là những đảng viên tiêu biểu của đảng bộ, có quá trình cống hiến lâu dài cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Minh Bảnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cầu Ngang khẳng định, trong những năm qua, đảng bộ đảng viên và nhân dân Cầu Ngang tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của mình, cần cù sáng tạo, đoàn kết thi đua lao động sản xuất và đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào trên mọi lĩnh vực. Trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cầu Ngang mong muốn các đảng viên tiếp tục đóng góp cho công tác xây dựng đảng, thường xuyên giáo dục đảng viên thực hiện tốt điều lệ đảng, các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, gương mẫu đi đầu để dẫn dắt thế hệ đảng viên trẻ noi theo và luôn giữ vững phẩm chất cao quý của người đảng viên cộng sản để tiếp tục nhận huy hiệu cao hơn của đảng. Ngày 11 tháng 11, Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện phát triển kinh tế xã hội tháng 10 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2022. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Tâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh biểu dương những kết quả đạt được của các phòng ban chuyên môn, phường xã và đề nghị trong tháng 11 và những tháng cuối năm, các phòng ban chuyên môn, phường xã cần tập trung thực hiện tốt một số công việc sau: rà soát, đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách đầu tư công năm 2022 để tăng cường thực hiện, phấn đấu đạt mục tiêu chỉ tiêu đề ra, tiếp tục đẩy nhanh triển khai thực hiện tốt 3 chương trình mục tiêu quốc gia: chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục nắm bắt kịp thời những khó khăn vướng mắc của các cơ sở sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất. Chỉ đạo duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp tăng cường tuần tra kiểm tra, kiểm soát bảo vệ địa bàn, rà soát nắm quản lý nguồn tuyển quân năm 2023, tập trung thực hiện các hoạt động Tết quân dân năm 2023. Ngày 11 tháng 11, ấp Cùng Ông, xã Nhân Thành, thị xã Duyên Hải được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh chọn làm điểm tổ chức ngày hội để đoàn kết toàn dân tộc. Đến dự có ông Đặng Quốc Khởi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, ông Kim Quân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Phạm Tiến Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh. Ấp Cùng Ông có diện tích tự nhiên 401 ha, trong này đất nuôi trồng thủy sản 86 ha. Kinh tế chủ yếu của ấp là ngư nông lâm ngư nghiệp. Ấp có 447 hộ với 1.882 nhân khẩu. Đời sống kinh tế của hộ dân trong ấp ổn định và ngày càng phát triển. Hộ khá giàu ngày càng tăng, hộ nghèo cận nghèo hàng năm đều giảm. Năm 2022, ấp chỉ còn 3 hộ nghèo và 8 hộ cận nghèo. Cơ sở hạ tầng luôn được quan tâm đầu tư mở rộng. Có 7 km đường giao thông liên ấp được nhựa quá, đường làng ngõ xóm đi lại thông suốt. Y tế giáo dục ngày càng đáp ứng tốt nhu cầu của người dân. Nhà sinh hoạt cộng đồng của ấp được xây dựng cơ bản, đảm bảo cho việc hội họp và sinh hoạt của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Lâm Minh Thế, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Duyên Hải ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nhân Thành nói chung, ấp Cùng Ông nói riêng. Thời gian tới, đồng chí Lâm Minh Thế yêu cầu đảng ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội nhân dân thị xã Nhân Thành tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống nhân dân, khai thác lựa chọn mô hình, phương án sản xuất hiệu quả để phát triển các loại hình kinh tế phù hợp. Cần có biện pháp hướng dẫn nhân dân phát triển sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường 7, thành phố Trà Vinh cũng vừa tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư khóm 10. Tham dự ngày hội, các đại biểu và bà con nhân dân khóm 10 được nghe ban công tác Mặt trận khóm 10, phường 7 báo cáo tóm tắt kết quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2022. Trong năm, ban công tác Mặt trận khóm vận động nhà hảo tâm và các mạnh thường quân đóng góp hơn 200 triệu đồng và một số nhu yếu phẩm vật dụng cần thiết cho bà con nhân dân. Khóm phát động 516 hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa. Kết quả đạt được 470 hộ gia đình văn hóa, đạt 91%. Vận động bà con nhân dân tích cực tham gia các phong trào do các ngành cấp trên phát động, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn khóm. Quan tâm củng cố công tác hòa giải, giải quyết hiệu quả những mâu thuẫn bất hòa trong nội bộ nhân dân. Nhân dịp ngày hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường 7 tặng 40 phần quà là nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt hàng ngày cho người già neo đơn, hộ nghèo, cận nghèo ở khóm, 60 phần quà là dụng cụ học tập cho các em học sinh tiểu học và trung học cơ sở. Ngày 11 tháng 11, trường mẫu giáo thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang đón bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Trường mẫu giáo thị trấn Mỹ Long có 2 điểm trường, điểm chính đặt tại khóm 1 thị trấn Mỹ Long và một điểm lẻ tại khóm 4 thị trấn Mỹ Long. Trường có tổng diện tích trên 4.600 m², với tổng số 9 lớp gồm 267 học sinh. Đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên của trường là 26 người, trẻ, nhiệt tình, yêu nghề, mến trẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực sư phạm tốt, có tinh thần tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ và có uy tín được phụ huynh tin tưởng. Trong những năm gần đây, trường mẫu giáo thị trấn Mỹ Long luôn bám sát vào nhiệm vụ của ngành, tranh thủ sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo các cấp, tích cực phấn đấu vươn lên và đạt được những thành tích tiêu biểu đáng phấn khởi theo năm tiêu chuẩn của trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những thành tích nhà trường đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhắn nhủ nhà trường cần nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trở thành một địa chỉ tin cậy để các bậc cha mẹ học sinh yên tâm khi gửi gắm con em mình, tạo được niềm tin của cấp ủy và chính quyền địa phương là trường trọng điểm chất lượng, một điểm sáng của giáo dục mầm non. Mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường cần nâng cao niềm tự hào khi được làm việc trong môi trường đạt chuẩn quốc gia. Chăm sóc, yêu thương, giáo dục trẻ trở thành những bé khỏe, bé ngoan, để mỗi ngày đến trường của trẻ là một ngày vui. Ngày 11 tháng 11, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Trà Vinh đã tổ chức hội nghị phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Trà Vinh lần thứ 7 năm 2022-2023. Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Trà Vinh lần thứ 7 nhằm tìm kiếm, công bố và trao giải thưởng cho các giải pháp kỹ thuật hay tiến bộ, những cách làm mới xuất sắc cho ngành, các địa phương và doanh nghiệp trong tỉnh. Mọi cá nhân đang sinh sống hoặc làm việc tại Trà Vinh có các giải pháp kỹ thuật là kết quả của hoạt động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến và ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động kinh tế xã hội tại tỉnh Trà Vinh từ năm 2017 trở lại đây đều có quyền tham dự hội thi. Hội thi tập trung vào 6 lĩnh vực: công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải, vật liệu hóa chất, năng lượng, nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường, y dược, giáo dục và đào tạo. Ban tổ chức đánh giá các giải pháp dự thi dựa trên các tiêu chuẩn có tính mới, tính sáng tạo so với các giải pháp đã có ở Việt Nam, có khả năng áp dụng rộng rãi trong điều kiện của Việt Nam và mang lại lợi ích kinh tế, kỹ thuật, xã hội cao hơn so với giải pháp tương tự đã biết ở Việt Nam, không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và xã hội. Ban tổ chức sẽ trao 3 giải nhất, 5 giải nhì, 6 giải ba và 12 giải khuyến khích cho các giải pháp xuất sắc tại hội thi. Lễ trao giải thưởng dự kiến tổ chức vào cuối tháng 9 năm 2023. Những hồ sơ dự thi đoạt giải nhất, nhì sẽ được ban tổ chức tuyển chọn để tham gia hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 năm 2022-2023 do Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức. Tính đến nay, tỉnh Trà Vinh đã tổ chức 6 lần hội thi sáng tạo kỹ thuật với tổng số 371 giải pháp tham gia. Trong đó, có 2 giải pháp đoạt giải nhì và giải ba hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc và 3 giải pháp được tuyển chọn công bố trong sách vàng sáng tạo Việt Nam. Từ tháng 7 đến nay, Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh tổ chức 22 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ đảng viên cơ sở đối tượng năm 2022 cho gần 5.000 cán bộ đảng viên đến từ các cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Qua lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức, các học viên được tiếp thu 4 chuyên đề về chi bộ, đảng bộ cơ sở với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, xây dựng chỉnh đốn đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền của đảng trong giai đoạn hiện nay, những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay,
xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam trong giai đoạn mới. Thông qua lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức sẽ góp phần giúp cho đội ngũ cán bộ đảng viên cơ sở hiểu và thực hiện đúng đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, kịp thời nắm bắt thông tin để nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, tư tưởng, năng lực công tác, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao tại địa phương. Như vậy, đến thời điểm này, Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh đã hoàn thành 100% kế hoạch mở lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên cơ sở đối tượng 5 năm 2022. Xác định công tác cải cách thủ tục hành chính là một trong những hoạt động trọng tâm. Từ năm 2016 đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh Trà Vinh đã thực hiện cắt giảm 7 thủ tục hành chính, từ 32 thủ tục giảm xuống còn 25 thủ tục, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Theo đó, việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện có hiệu quả theo 3 hình thức. Thứ nhất là qua bộ phận một cửa tại trụ sở cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh và trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện. Thứ hai là qua giao dịch điện tử. Thứ ba là qua dịch vụ bưu chính công ích. Theo lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh, chất lượng cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa được nâng dần qua các năm. Các quy trình bảo đảm nguyên tắc đơn giản, công khai, đúng luật, nhanh chóng, không gây phiền hà, lãng phí thời gian của nhân dân, tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân. Minh chứng là tỷ lệ giải quyết đúng hạn theo cơ chế một cửa đạt 100%, tỷ lệ giao dịch điện tử trong việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đạt gần 96%. Thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh Trà Vinh sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, mở rộng và đa dạng hóa các hình thức cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của ngành, tạo niềm tin và sự đồng thuận cao của các đơn vị, doanh nghiệp và người dân. Kính thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Hội Liên Phụ Nữ tỉnh Trà Vinh cùng các cấp hội cơ sở đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị. Nổi bật trong số ấy là phong trào giúp phụ nữ phát triển kinh tế, chăm lo hỗ trợ sinh kế giúp hội viên phụ nữ vượt qua khó khăn, có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững. Xác định phong trào giúp phụ nữ nghèo phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác hội. Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ tỉnh Trà Vinh luôn tích cực vận động hội viên phụ nữ tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế bằng nhiều hình thức như chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế trang trại, duy trì và nhân rộng mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình có hiệu quả. Qua đó giúp cho nhiều hội viên có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Chị Thạch Thị Kanga, ngụ ấp Bổng Thanh, xã Hữu Lạc, huyện Duyên Hải là một trong những hội viên được quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh hỗ trợ mô hình sinh kế và cây giống để phát triển sản xuất. Chị Kanga chia sẻ, nhờ vào số vốn hỗ trợ 4 triệu đồng của hội phụ nữ, gia đình chị tích góp thêm 6 triệu đồng để trồng hành và ớt chỉ thiên. Thời điểm này, một con ớt chỉ thiên của gia đình chị đang cho thu hoạch tốt, năng suất cao. Kể từ khi gieo trồng đến khi thu hoạch ớt là 2,5 tháng, dự kiến từ đây đến cuối vụ sẽ thu hoạch từ 1,5 đến 2 tấn ớt một công, giá bán dao động từ 30.000 đến 50.000 đồng một ký. Theo ước tính, sau khi trừ các khoản chi phí phân bón, tưới tiêu và công lao động hái ớt, gia đình chị cũng thu được lợi nhuận hơn 10 triệu đồng. Lúc trước thì phụ nữ cho tôi trồng hành, dạ được 4 triệu. Rồi gia đình chúng tôi thì trồng hành nhỏ xong rồi có vốn mà. Có vốn rồi mua cây ớt trồng lại nữa. Rồi phân bón vậy này được phụ nữ cho. Tôi cũng xin hứa tới xa thì cũng khó gắng làm ăn vậy đó. Rồi có tiền cho thoát nghèo. Không riêng gì chị Kanga, bà Thạch Thị Saman, ngụ cùng ấp Bổng Thanh, xã Ngũ Lạc, cũng là hội viên được quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh hỗ trợ mô hình sinh kế và cây giống để trồng ớt chỉ thiên và đậu rồng. Do thế mà bà Saman có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Bà cho hay, tuy cây ớt không tốn nhiều chi phí đầu tư và công chăm sóc, nhưng để cây ớt cho năng suất và chất lượng cao, người trồng phải chăm sóc và tưới tiêu hợp lý. Do thời tiết thuận lợi, ớt cho năng suất cao và giá ổn định, nên gia đình bà thu được lợi nhuận khá cao. Với sự cần cù vượt khó chăm lo phát triển kinh tế, hộ gia đình bà Saman đã vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Gia đình tôi cũng thuộc diện khó khăn, nhờ bên hội phụ nữ và địa phương quan tâm hỗ trợ cho tiền mua cây giống, phân bón mới có thể trồng màu ớt chỉ thiên, đậu rồng được như hiện tại. Giá ớt cũng 40.000 đồng một ký nên gia đình cũng ổn định cuộc sống hơn. Vừa qua thì hội cũng có phát động thực hiện cái mô hình sinh kế 1.000 đồng. Hội phụ nữ xã cũng thực hiện cái mô hình đó là thực hiện đầu tiên là thực hiện mô hình sinh kế cây hành 1.000 đồng. Thì cũng có hỗ trợ cho hội viên trồng hành là hỗ trợ là 3 triệu. Và bây giờ là hỗ trợ tổng là đã được 4 chị, là mỗi chị là 3 triệu là phát triển như là trồng hành cũng như là ớt. Rồi sau đó thì
Hội Phụ Nữ tỉnh có hỗ trợ cho mỗi chị là, cũng từ mô hình sinh kế này là hỗ trợ mỗi chị là 1 triệu đồng để mua phân để bón cho cây màu á. Thì bên cạnh đó thì Quỹ Hỗ trợ Phụ Nữ có hỗ trợ cho phụ nữ gia giống phát triển như cây hành, cây cần, rau cần, rồi ớt. Thì chị em cũng được hỗ trợ thì phát triển kinh tế, tăng thu nhập cũng vươn lên thoát nghèo. Với quyết tâm thoát nghèo bền vững, chị Nguyễn Thị Cẩm Dung, ngụ ấp La Ban Chợ, xã Đồng Châu, huyện Duyên Hải, mạnh dạn thực hiện mô hình nuôi ếch kết hợp cá rô từ tháng 4 năm 2022 đến nay. Được sự quan tâm hỗ trợ từ chính quyền địa phương, chị cho vốn phát triển sản xuất 50 triệu đồng và được Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ Phát triển tỉnh hỗ trợ sinh kế để mua thức ăn cho ếch và cá. Theo chị Dung, ếch và cá rô đều dễ tiêu thụ, nhu cầu thị trường lớn. Trung bình giá ếch từ 45 đến 50 ngàn đồng một ký, cá rô từ 30 ngàn đồng đến 35 ngàn đồng một ký. Thời gian nuôi ếch từ 2,5 đến 3 tháng đạt kích cỡ từ 200 đến 250 gram một con. Cá rô nuôi khoảng 3 tháng đạt từ 100 đến 150 gram một con. Mô hình nuôi kết hợp này phải bảo đảm mật độ để tránh tác động tới mức độ sinh trưởng của cá rô phía dưới. Nuôi ếch kết hợp với cá sẽ tận dụng được nguồn thức ăn dư thừa và phân ếch làm thức ăn cho cá, giúp làm giảm từ 20 đến 30% lượng thức ăn của cá. Việc tiết kiệm chi phí thức ăn cho cá càng có ý nghĩa khi giá thức ăn chăn nuôi đang tăng cao. Thì bước đầu tiên thì hai vợ chồng tôi cũng thấy mô hình chăn nuôi kết hợp nuôi ếch với nuôi cá thì cũng tạo điều kiện cho hai vợ chồng, nên tôi cũng mừng. Tại hồi trước giờ thì chưa có từng nuôi. Bây giờ được Hội Phụ Nữ hỗ trợ đó, rồi về rồi hai vợ chồng tôi cùng làm. Lúc trước thì tôi nuôi trên dèo, rồi xong sau này thấy bất tiện quá, tại vì thay nước rồi hao nhiều quá, cho nên sau này được Hội Phụ Nữ hỗ trợ thì tôi, hai vợ chồng tôi áp dụng nuôi dưới sông. Nó cũng thuận lợi cái là mình không có thay nước, với lại mình đỡ tốn, tiết kiệm điện rồi đó. Được, với lại ếch thì mình cho nó ăn rồi sẵn, rồi nuôi cá luôn ở dưới. Hai cái kết hợp lại thì mình thấy nó cũng tiện lợi, với lại cũng có thu nhập. Nhằm động viên và tạo điều kiện giúp hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên phát triển kinh tế, từ đầu năm 2022 đến nay, Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ Phát triển tỉnh đã trao tặng 70 mô hình sinh kế cho 70 hội viên tại các huyện Cầu Ngang, Duyên Hải, Trà Cú, Châu Thành, Tiểu Cần, Cầu Kè và Càng Long. Mỗi mô hình trị giá 1 triệu đồng. Trao sinh kế là giải pháp trao cần câu giúp đỡ phụ nữ nghèo do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động. Không chỉ vận động nguồn lực của nhiều tổ chức chương trình, hội còn phân công cán bộ rà soát thực tế để giúp đỡ hội viên phụ nữ theo đúng nhu cầu, phù hợp với nguyện vọng. Ngay sau khi được hỗ trợ sinh kế, hội viên phụ nữ cam kết sẽ triển khai mô hình chăn nuôi, trồng trọt và thực hiện lâu dài, cố gắng thoát nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ Phát triển tỉnh cùng các cấp hội sẽ thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đánh giá hiệu quả các mô hình sinh kế để tiếp tục nhân rộng trong thời gian tới. Trong 9 tháng đầu năm thì quỹ cũng đã giải ngân được 54 tỷ cho hơn 3.900 lượt thành viên. Thì dự kiến trong 3 tháng còn lại thì quỹ sẽ giải ngân thêm 23 tỷ cho 1.500 thành viên nữa. Thì trong cái nguồn vốn của quỹ giải ngân thì phần lớn là các chị em sử dụng vào mục đích trồng trọt chăn nuôi. Thì bên cạnh đó thì cũng có một số các mô hình là phát triển kinh tế, là thích ứng với biến đổi khí hậu, như là mô hình trồng rau trong nhà lưới, hay là mô hình chăn nuôi kết hợp với lại xử lý cho nó đảm bảo theo cái yêu cầu về tiêu chuẩn của môi trường. Thì ngoài ra trong cái hoạt động giải ngân thì quỹ còn thực hiện các chính sách an sinh, hỗ trợ cho thành viên của quỹ như là những cái trẻ em mồ côi do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid, hoặc là phát học bổng cho các trẻ em là thành viên, con thành viên. Thì bên cạnh đó thì đồng hành cùng với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thì quỹ cũng thực hiện cái hỗ trợ cái mô hình an sinh là cho 70 chị, mỗi chị là 1 triệu để các chị là có thêm nguồn vốn để phát triển kinh tế. Thì trong thời gian tới thì Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ Phát triển tỉnh Trà Vinh sẽ tiếp tục đồng hành cùng với chị em phụ nữ, đặc biệt là những chị em phụ nữ nghèo, cận nghèo, khó khăn, có thêm nguồn vốn để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Để tiếp tục làm điểm tựa vững chắc giúp hội viên phụ nữ thoát nghèo bền vững trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến toàn thể cán bộ hội viên tích cực thực hiện các chương trình hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm, tăng cường các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, vận động phụ nữ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất sạch,
quy động mọi nguồn lực nhằm phát triển các mô hình tạo việc làm phù hợp với từng đối tượng phụ nữ trên địa bàn toàn tỉnh. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự tối nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn ngay sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo khí tượng thủy văn đêm nay và ngày mai. Theo tin từ Đài khí tượng thủy văn Trà Vinh ngày 12 tháng 11, dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 13 tháng 11, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh, ngày nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 25 độ, cao nhất từ 30 đến 31 độ. Mực nước trên các sông chính trong tỉnh, trên sông Cổ Chiên tại Dàm Trà Vinh 155cm, thấp hơn ngày hôm nay 9cm. Trên sông Hậu tại thị trấn Cầu Quang 154cm, thấp hơn ngày hôm nay 10cm. Thời tiết biển, vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau, mây thay đổi có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh, lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5, ngoài khơi có lúc cấp 6 và cấp 7, cấp 8, biển động nhẹ đến động. Vùng biển Cà Mau, Kiên Giang và Phú Quốc, mây thay đổi có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh, lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 3, có lúc cấp 4, biển bình thường.